Chào anh em nha. Hôm qua là Đạt mới đăng một cái clip bán tay dầu anh em, giá 800. Rất là nhiều anh em mua và có nhiều người gọi cho Đạt hỏi là có bộ nào rẻ hơn không. Thì quyết định sẽ off tiếp tục cho anh em ha. Hôm nay là có những bộ tay dầu bên mình chỉ bán giá là 600 ngàn một bộ cho anh em thôi. 600 ngàn là anh em đã có thể lên đĩa trước cho cái xe của mình rồi nha. Đấy, 600 ngàn bộ jean nha anh em. Jean nha, 600 ngàn một bộ. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em liên hệ với Đạt nha. Hôm nay là buổi sáng rất là bận rộn anh em. Đây là phục trước của phu chờ 110 ha. Phục này cho anh em đi lên đĩa cùng với cái bộ dầu kia rất ok luôn. Đây phục sau phu chờ 110 giá 350 ngàn, đang có sẵn là tại tiệm nha anh em. Anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em cứ tới tiệm mình, mình để sẵn cho anh em luôn. Tới là cứ lấy thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết. Đồ đã sẵn sẵn cho anh em rồi nha. Đây có cả cặp phục RS này, có 350 này, rất là rẻ nha. Đó này, phục 400, 450, có tất cả các mặt hàng đều có giá rất là rẻ nha anh em. Anh em nào có nhu cầu anh em có liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Đó, đây dầu hôm qua có những anh em kêu mình là dầu 800 vẫn hơi cao, chưa đủ tiền mua, có bộ nào rẻ hơn đâu. Hôm nay mình sale cho anh em 600 ngàn một bộ nha. Anh em nào mua liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.